Xin sư khoan nghĩ giải đáp giúp con về hiện tượng con ranh con lộn. Đó là hiện tượng trẻ sơ sinh. Trẻ con sinh ra khó nuôi và mất sớm. Sau đó người mẹ lại có thai và đứa con kế tiếp lại có những đặc điểm giống với đứa con vừa mất trước đó, đã mất trước đó. Theo Phật giáo có cách giải thích về hiện tượng này không ạ, thưa sư? Nghiệp khiến chúng sanh chết yểu chính là nghiệp sát sanh. Ở trong Chú Giải Pháp Cứu có một trường hợp là một bà mẹ là thánh mà mấy đứa con của mình á là bị người ta vu oan mà chết và bị nhà vua xử tử. Thì Chư Tăng mới đồn á là tại sao bà mẹ hiền tới như vậy mà lại phải chịu cái nghiệp là con là bị người ta vu oan mà xử tử chết, mà chết trẻ, chết tức tử như thế. Đức Thế Tôn nói là thời nay mình nhìn thì thấy nó oan, nhưng mà nếu mình xét vào thời quá khứ thì nó không có oan. Bởi vì thời quá khứ có một nhóm 18 chàng thanh niên đi trộm một con trâu và một con bò chứ. Khi trộm con bò rồi đó, tới nhà một cái bà nông dân và xin mượn nhờ chỗ. Và khi mượn chỗ đó, nhóm 18 chàng thanh niên này mới làm thịt con bò đó, rồi sau đó cùng nhau nấu nướng và mời bà chủ nhà cùng nhau ăn. Thì bà chủ nhà cũng vui vẻ ngồi ăn chung. Thì chính vì như vậy 18 đứa con á bị cái nghiệp chánh là ở đời sau, tức là trong kiếp này, và đương nhiên trong dòng luân hồi nhiều kiếp nữa như vậy lắm, nhưng mà trong kiếp này là nó bị chết trẻ, chết yểu. Và bà mẹ đó, tức là cái bà mà chủ nhà năm xưa đó, do cộng nghiệp, mặc dù không tự tay giết, cũng không xúi tụi nó giết, nhưng mà lúc tụi nó làm thịt rồi đó thì mình có sự hoan hỷ với sự giết của nó. Nhớ là có sự hoan hỷ với cái giết của nó, và cũng ngồi nhau cùng nhau chia thịt con bò mà tự tay tụi nó giết. Cho nên là bà mẹ có sự cộng nghiệp, thành ra bà mẹ phải chịu cái khổ mất con. Thành ra là cái hiện tượng mà quý vị vừa nói nó cũng tương ứng như vậy. Cho nên về sau á, mình tránh cái vụ gì, tránh cái chuyện là thí dụ như bà mẹ thương con quá rồi đem mua con gà về rồi cắt cổ làm cắt cổ gà làm thịt cho con ăn, rồi đứa con thấy bà mẹ làm thịt gà nó cũng vui vẻ, nó ngồi nó ăn, thì cái kiểu đó là nó cũng sẽ cộng nghiệp giống vậy. Cho nên chúng ta học, chúng ta hiểu về cách vận hành của nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta sẽ tránh làm những cái nghiệp bất thiện để chúng ta phải chịu những cảnh đau thương ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.